Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị đang muốn có những giây phút thật thoải mái, tận hưởng bầu không khí trong lành, bình yên, tạm xa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường ngày, thì hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tới Bảo Chi, ngược biên Trà Sơn Đức Thọ để đến và khám phá vẻ đẹp của vùng đất Cai Cốc, nơi đây được ví như thung lũng xanh giữa đài ngàn hùng vĩ. Nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân về Bảo Chi. Trại Cốc là tên gọi sơ khai của xã Tân Hương trước kia. Từ đầu thập niên 1960, thực hiện chủ trương khai hoang phát triển kinh tế miền núi của Đảng, một số cư dân các xã lân cận như Đức Quang, Đức Vĩnh, Đức Dũng vào khai hoang, lập trại sản xuất gọi là Trại Cốc. Tháng 2 năm 1968, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập đơn vị hành chính xã Tân Hương thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi mà Bảo Chi đang đứng và muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn khi đến vùng đất Trại Cốc, đó chính là Đập Thanh Niên. Đập có diện tích trên 2 hecta, được xây dựng năm 2009, được bao bọc bởi dãy núi cao. Trên núi còn lưu lại dấu tích một thời của nghĩa quân Phan Đình Phùng, nên còn có tên gọi là Rú Phan Đình Phùng. Nước đập trong xanh, hình bóng tuyệt đẹp của bầu trời xanh và đám mây trắng được phản chiếu trên mặt đập khiến nó càng trở nên đẹp và huyền bí hơn. Đến đây, du khách không chỉ được tận hưởng bầu không khí trong lành, thiên nhiên xanh mát mà còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị. Đây cũng là điểm check-in lý tưởng nếu bạn muốn lưu giữ những bức ảnh tuyệt đẹp. Đến Trại Cốc, quý vị và các bạn sẽ được tham quan các vườn cây ăn quả như thế này và sẽ được thưởng thức các món đặc sản của địa phương. Với địa hình lòng chảo được bao quanh bởi núi rừng, có tổng diện tích tự nhiên trên 1.600 hectare, người dân nơi đây biết tận dụng lợi thế, đa dạng hóa cây trồng như cam chanh, cam bù, bưởi phúc trạch, bưởi da xanh, mang lại giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị, chăn nuôi cũng là thế mạnh của người dân nơi đây, đặc biệt nhất đó chính là nuôi gà đẻ trứng. Gà đồi Tân Hương nổi tiếng với thịt giòn, ngọt, được nuôi theo hình thức chăn thả tự nhiên, tận dụng môi trường sinh thái tốt, khí hậu trong lành vùng đồi, nên chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng cao. Trứng gà có lòng trắng sánh, mịn, lòng đỏ to, hương vị thơm và là sản phẩm OCOP 3 sao được nhiều khách hàng lựa chọn. Từ một vùng đất khó, đồi núi hoang sơ, bằng bàn tay khối óc, sự cần cù của người dân, Trại Cốc hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới về một làng quê trù phú, kinh tế phát triển với những khu dân cư kiểu mẫu yên bình, đáng sống. Hôm nay, Bảo Chí đã có một hành trình mang đầy sự thú vị tại vùng đất Trại Cốc, xã Tân Hương. Nếu có dịp, xin mời quý vị và các bạn hãy đến nơi đây và tận hưởng vẻ đẹp thanh bình giữa núi đồi hùng vĩ này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!